Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay thứ năm ngày 27 tháng 1 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Phòng chống dịch hiệu quả để nhân dân đón Tết an toàn. Các cơ quan đơn vị thăm tặng quà gia đình chính sách, gia đình quân nhân đang công tác tại biên giới, hải đảo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến toàn quốc, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, các ngành phải thực hiện tốt công tác phòng chống, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để nhân dân đón Tết an toàn. Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch, chủ động xây dựng các phương án, các biện pháp ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra trong dịp Tết để nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh. Tập trung triển khai tốt chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa xuân năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ phát động với mục tiêu đến hết tháng 1 hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 17 tuổi. Trong quý 1 năm 2022, hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, tiếp tục nghiên cứu để triển khai các thủ tục và tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương rà soát cấp độ dịch trên phạm vi toàn quốc để các địa phương có căn cứ tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế xã hội phù hợp với nghị quyết số 128 của Chính phủ. Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt các điều kiện để cho học sinh trở lại trường học trực tiếp sớm nhất. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương bảo đảm nhanh nhất, sớm nhất mở cửa du lịch trở lại. Cùng với đó, các cấp, các ngành cần làm tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm cho mọi người dân đều có Tết, đảm bảo lưu thông hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về quê ăn Tết. Quán triệt sau hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu các sở ngành địa phương rà soát, kiểm soát và hỗ trợ người dân về quê ăn Tết, quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách, kịp thời động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch. Sở Y tế và các địa phương rà soát hướng dẫn người dân thực hiện cách ly y tế tại nhà. Triển khai tốt kế hoạch tiêm chủng thần tốc mùa xuân 2022, tổ chức lực lượng y tế cơ động sẵn sàng hỗ trợ cho các địa phương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường quản lý hoạt động của các khu du lịch, khách du lịch. Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ công nhân, chuyên gia trở lại doanh nghiệp làm việc sau Tết. Kể từ mùa xuân năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi qua chặng đường 92 năm đầy cam go, thử thách để giành được nhiều vinh quang và thắng lợi. 92 năm qua, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến và mọi âm mưu của các thế lực thù địch, đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Tự hào về Đảng Quang Vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Vĩnh Phúc ra sức thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Luôn giữ vững niềm tin Đảng lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022 và mừng xuân Nhâm Dần 2022, kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc tổ chức dàn dựng và ghi hình nhiều chương trình nghệ thuật công phu hoành tráng, phát sóng phục vụ nhân dân trong tỉnh vui xuân đón Tết. Đặc biệt là chương trình nghệ thuật mang chủ đề
Vĩnh Phúc khát vọng tỏa sáng. Tham gia chương trình, các nghệ sĩ, diễn viên đã trình diễn nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu và phần hòa âm đặc sắc với các chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, con người Vĩnh Phúc, mừng xuân mừng đất nước đổi mới như màn chống hội, sắc xuân, màn hát múa, mùa xuân dâng Đảng, hoạt cảnh chèo, mừng Vĩnh Phúc 25 năm đổi mới, hoạt cảnh sẩm, Vĩnh Phúc chợ xuân, tốp ca nam, chống quân xuống phố. Chương trình nghệ thuật Vĩnh Phúc khát vọng tỏa sáng sẽ được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Thực hiện nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc đã tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 cho Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn. Việc triển khai giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các tập thể cá nhân trong năm 2022 được Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc dựa trên quan điểm, nguyên tắc bám sát vào các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22 với mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ đô thị hóa, đẩy nhanh tiến độ các cụm công nghiệp, hiệu quả sử dụng, hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu quan trọng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho huyện Yên Lạc thực hiện trong năm 2022. Căn cứ vào tình hình thực tế của các địa phương, cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Lạc đã lựa chọn những việc khó, việc mới, việc chưa có tiền lệ, việc tồn tại nhiều năm chưa giải quyết được. Huyện ủy Tam Đảo cũng tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thường trực Huyện ủy đã trao quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể cho trưởng các ban đảng, chánh văn phòng huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, trưởng một số phòng ban thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, lãnh đạo Huyện ủy Tam Đảo đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quyết định, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao hàng tháng, hàng quý với Ban Thường vụ Huyện ủy. Các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đi thăm, chúc Tết các gia đình ở xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc có quân nhân đang công tác tại biên giới hải đảo. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên thân nhân của các gia đình chiến sĩ đang công tác ở biên giới hải đảo. Mong các gia đình luôn là hậu phương vững chắc, là chỗ dựa tinh thần để các chiến sĩ yên tâm công tác, cầm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc đối với các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, biển đảo, động viên các anh yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 1, các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm một số doanh nghiệp, cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến và động viên đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trực Tết. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã động viên thăm hỏi khích lệ tinh thần nỗ lực vượt lên trên mọi khó khăn của các y bác sĩ đang ngày đêm nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19, khẳng định Đảng, Nhà nước, các ban ngành đoàn thể, trong đó có Liên đoàn Lao động tỉnh, luôn kề vai sát cánh, chia sẻ cùng toàn ngành y tế chiến thắng dịch bệnh. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cũng trực tiếp trao đổi với đại diện doanh nghiệp về tình hình sản xuất kinh doanh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 của đơn vị và một số chế độ đãi ngộ, thưởng cho công nhân dịp Tết Nguyên đán năm nay. Đồng thời, ân cần thăm hỏi các công nhân lao động, mong muốn các công nhân phát huy tinh thần trách nhiệm trong lao động sản xuất, gắn bó với doanh nghiệp, bày tỏ mong muốn trong năm mới, công nhân, người lao động tiếp tục hăng say lao động sản xuất, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm 21 đơn vị có công nhân viên chức lao động trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và tặng 210 suất quà cho công nhân lao động, đoàn viên công đoàn, đội ngũ y bác sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp, cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền là gần 200 triệu đồng. Nhằm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Sở Công Thương đã đến thăm động viên trao quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong dịp này, Sở Công Thương tổ chức trao tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc huyện Bình Xuyên và huyện Vĩnh Tường, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng. Lãnh đạo Sở Công Thương thăm hỏi tình hình sức khỏe,
động viên các gia đình cố gắng vượt lên hoàn cảnh, từng bước khắc phục khó khăn để vươn lên trong cuộc sống và chúc các gia đình đón xuân Nhâm Dần vui vẻ, ấm áp. Những suất quà thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống và góp phần cùng địa phương đảm bảo an sinh xã hội. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh Chủ, thành phố Vĩnh Yên và xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng và 1 triệu đồng tiền mặt, kịp thời động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến xuân về. Đồng thời thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và sự quan tâm sẻ chia những khó khăn, giúp các hộ nghèo đón Tết thêm vui tươi, đầm ấm. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, huy động các nguồn lực nhằm chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, để ai cũng có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Gia đình bà Lê Thị Cầm, thôn Bắc Trại, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, Tết năm nay vui hơn hẳn những năm trước, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Tường xây tặng ngôi nhà mới khang trang. Bên cạnh đó, gia đình được tặng quà, tặng tiền ăn Tết, không còn phải đón Tết trong ngôi nhà cũ lụp sụp. Niềm vui đón Tết của gia đình như được nhân lên. Năm nay là một cái Tết vui của bà cháu nhà cháu. Vô cùng là phấn khởi, từ trước đến giờ chưa bao giờ có được như thế này. Thì cảm ơn tất cả các cơ quan, nhà nước. Hỗ trợ các gia đình khó khăn về nhà ở, trong năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Tường đã xây, sửa được 175 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí gần 22 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa. Đặc biệt, thực hiện công tác chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Tường đã trao hàng nghìn suất quà với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Chăm lo Tết cho người nghèo, người cận nghèo, cũng như các đối tượng là khó khăn trong huyện Vĩnh Tường. Chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ cũng đã có những cái tham mưu để làm sao để có những cái hỗ trợ nó đảm bảo kịp thời, công bằng tất cả các hộ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, cũng như các hộ khó khăn, cũng như là các gia đình chính sách đón cái Tết ấm cúng đầy đủ. Với mục tiêu ai cũng có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác kêu gọi vận động nguồn lực để chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã vận động, trích quỹ, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, các đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh với trên 10.000 suất quà và hơn 215 tấn gạo, tổng trị giá gần 11 tỷ đồng. Đến thời điểm này, thì thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì cơ bản đã được hỗ trợ, trong đó có cả bằng tiền và cả bằng hiện vật. Đặc biệt, cái sự hỗ trợ đó phải kể đến nguồn lực rất là lớn của Tập đoàn Phúc Sơn. Riêng Tập đoàn Phúc Sơn đã hỗ trợ 215 tấn gạo cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, đồng thời dành nguồn lực gần 10 tỷ đồng để hỗ trợ các bản tiền. Cuộc sống của các hộ nghèo vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, cộng đồng xã hội đã góp phần giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, ai cũng có Tết và có thêm điều kiện vui Tết, đón xuân đầm ấm, vui tươi. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Vĩnh Yên đã đi kiểm tra các điểm điều trị F0 tại nhà trên địa bàn thành phố. Hiện thành phố có 4 điểm thực hiện cách ly, điều trị F0 tại nhà và tại nơi lưu trú. Đây là những trường hợp F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ. Chính quyền địa phương cho phép cách ly tại nhà. Qua kiểm tra, tất cả các điểm cách ly, điều trị F0 tại nhà và cơ sở lưu trú đều đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo các điều kiện về y tế trong phòng chống dịch.
công tác vận hành, quản lý, điều trị, chăm sóc F0 tại nhà được thực hiện theo hướng dẫn. Chỉ đạo tại các điểm kiểm tra, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố đề nghị lực lượng y tế thành phố cần phối hợp với Ủy ban nhân dân các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình cách ly, điều trị tại nhà các trường hợp F0 đảm bảo an toàn đúng quy định phòng chống dịch COVID-19. Mặt khác, các F0 cần có ý thức cao trong việc tuân thủ quy trình, quy định cách ly, điều trị tại nhà theo hướng dẫn của ngành y tế. Đặc biệt quan tâm đến việc vận chuyển lương thực, thực phẩm cho người dân, việc thu gom xử lý rác thải tại các điểm điều trị F0 và đảm bảo tất cả các F0 không được ra khỏi khu vực cách ly, điều trị cho đến khi có thông báo mới từ chính quyền địa phương. Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khó lường, số ca bệnh phát hiện hàng ngày tăng, thì việc phát huy tối đa hiệu quả việc cách ly F1, điều trị F0 tại nhà là giải pháp bền vững giúp các địa phương thích ứng an toàn, linh hoạt trong trạng thái chống dịch mới, góp phần giảm tải áp lực chăm sóc y tế cũng như giảm nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Vĩnh Phúc tiếp tục ghi nhận số ca mắc SARS-CoV-2 tăng cao với 462 ca. Trong số các ca mắc SARS-CoV-2 hôm nay có trên 350 ca trong cộng đồng. Như vậy có thể thấy những ngày gần đây, số ca mắc trong cộng đồng ngày càng tăng. Điều này rất nguy hiểm khi Tết Nguyên đán đang cận kề, nhu cầu đi lại mua sắm của người dân tăng cao. Trong khi đó, dịch bệnh vẫn ngày càng diễn biến phức tạp. Vì vậy, rất cần sự tự giác trong việc chấp hành các biện pháp phòng dịch của người dân. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không đi ra ngoài tỉnh và đến khu vực có nguy cơ cao khi không thực sự cần thiết. Người từ các tỉnh về địa phương bắt buộc phải chứng minh được bản thân không bị nhiễm COVID-19. Mỗi gia đình, mỗi người dân tự nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo vệ trong dịp Tết Nguyên đán, không tập trung đông người, thực hiện nghiêm quy định 5K để đón Tết trong đầm ấm, an toàn, lành mạnh. Chỉ còn ít ngày nữa là tới Tết Nguyên đán, thời điểm này không khí tại các làng nghề truyền thống trở nên nhộn nhịp hơn, từng chuyến xe hàng hối hả, nhiều hộ sản xuất đang tất bật cho những đơn hàng cuối cùng để kịp thời chuyển tới tay khách hàng. Phấn khởi tất bật có lẽ là hình ảnh chung của các hộ sản xuất tại làng nghề Mộc Thanh Lãng. Sau nhiều tháng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh thì trong những tháng cuối năm, đặc biệt là thời điểm cận Tết, đơn đặt hàng và mua sản phẩm tăng hơn. Người dân từ các địa phương khác cũng tới đây để lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý. Anh em tôi mới tìm xuống đây để chọn tập thờ về thờ Tết, bởi vì làng nghề dưới này là nổi tiếng. Giá cả ở dưới khu vực này thì nó giá là hợp lý nhất để anh em chúng tôi xuống để chọn một bộ mang về để thờ, bởi vì giá nó là giá hợp lý. Không khí hối hả suốt ngày đêm, nhân công cũng được bố trí làm việc luân phiên. Ai cũng mong muốn gỡ gạc lại đôi chút trong thời điểm cận Tết này. Ngoài những đơn hàng đã được đặt trước, các hộ còn tranh thủ sản xuất để phục vụ những đơn hàng mua lẻ. Quá trình hoàn thiện của chúng tôi đang cố gắng để đáp ứng được cho khách nhanh nhất và tốt nhất. Tuy rằng còn thời gian ngắn thôi, nhưng mà mình cũng vẫn phải làm cho nó đẹp nhất và ưng ý với khách hàng, hài lòng cho khách hàng. Không chỉ dịp Tết đến xuân về, mà trên 240 hộ sản xuất kinh doanh nghề mộc đã và đang góp phần tích cực vào phát triển kinh tế của địa phương. Trong thời gian tới, thị trấn Thanh Lãng triển khai nhiều giải pháp để cùng với các hộ sản xuất vượt qua khó khăn do dịch bệnh, tiếp tục gìn giữ và phát triển nghề truyền thống của địa phương. Huyện và tỉnh đã xây dựng xong cái khu vực làng nghề thì sẽ đưa bà con, những hộ kinh doanh ra đấy để sản xuất tập trung và phối hợp với Sở Công Thương. Thứ nhất là sẽ hỗ trợ bà con về cái máy móc để đầu tư vào sản xuất. Thứ hai là phối hợp với các ngân hàng là để hỗ trợ bà con về vay vốn để đầu tư vào cái sản xuất. Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang cận kề, làng nghề mộc Thanh Lãng nói riêng và các làng nghề khác trên địa bàn tỉnh đang tất bật hối hả để hoàn thành những sản phẩm cuối cùng kịp tới tay khách hàng sau một thời gian dài trầm lắng vì dịch bệnh. Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ từ việc tích trữ hàng hóa, sử dụng thiết bị điện trong các hoạt động kinh doanh buôn bán, thắp hương, đốt vàng mã. Vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy thời gian này cần được đặc biệt quan tâm. Những ngày này, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tuyên truyền hướng dẫn người dân trong việc sử dụng ga, điện, hóa chất, sắp xếp lưu trữ hàng hóa, đặc biệt là tại những nơi có nguy cơ cháy nổ cao như các cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ, khu dân cư, khu chung cư, để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết tự giác thực hiện nhằm giảm thiểu các vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Với việc kinh doanh trong dịp Tết thì thường có số lượng hàng hóa rất cao là những cái chất dễ cháy và sử dụng nhiều các cái thiết bị điện.
Vậy thì chúng tôi cũng đề nghị là bà con khi kinh doanh thì chúng ta cố gắng sắp xếp hàng hóa gọn gàng, tránh để hàng hóa là những chất dễ cháy mà tiếp xúc gần với những cái nguồn có thể phát sinh nhiệt như là thiết bị điện hoặc là các cái nguồn lửa, bếp lửa trần. Đồng thời là khi chúng ta ngừng kinh doanh thì cũng phải tắt hết, ngừng kinh doanh sản xuất thì sẽ phải tắt hết các cái thiết bị điện không cần thiết. Để sẵn sàng đối phó với nguy cơ cháy nổ, bên cạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm về phòng cháy chữa cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh cũng duy trì chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu nghiêm ngặt 24/24 giờ, nhắc nhở cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trong tình trạng cảnh giác cao để ứng phó kịp thời khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Người Việt chúng ta thì thường là có rất nhiều những cái hoạt động mà thắp hương cũng như là đốt vàng mã. Do đó là cũng tiềm ẩn cái nguy cơ cháy nổ xảy ra nếu mà khi chúng ta đốt vàng mã mà chúng ta không quan sát, và nếu mà gặp gió thì gió có thể đưa các cái tàn bay đi vào gặp những chất dễ cháy thì có thể phát sinh cháy nổ. Ra khỏi nhà và các cái thiết bị điện thì chúng ta cũng cần phải ngắt toàn bộ thiết bị điện để tránh trường hợp là khi chúng ta đi vắng thì sự cố chập điện xảy ra là có thể gây cháy trong căn nhà của mình. Để mọi người, mọi nhà được an toàn về phòng chống cháy nổ trong dịp Tết này, rất cần nêu cao ý thức tự giác trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy vì sự an toàn chung của xã hội và cũng là của chính bản thân và gia đình. Mọi sự bất cẩn hay cố tình dẫn đến những vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.